Rồi, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hp4shop.com. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái chức năng đó là chúng ta có thể là không có để ý nhiều, và đó là cái chức năng có từ CC, 4shop CC trở lên, đó là Script Events Manager. Rồi, cái Script Event Manager này là một cái chức năng mới, và có thể là với những ai mà đặc biệt là những bạn làm thợ đó thì có thể là các bạn sẽ sử dụng cái này khá là nhiều, bởi vì nó giúp ích cho công việc khá là tốt đấy. Đầu tiên ha, các bạn sẽ để bật cái chức năng Script Event Manager, các bạn vào file chọn Script và Script Event Manager. Thì trong này nó sẽ có cái mở ra cái bảng Script Event Manager như sau. Đầu tiên ha, nó có cái Enable Events to Run Script hoặc là Action, thì đây các bạn có thể tích lên để khởi động cái chức năng này. Còn nếu như mà sau này chúng ta cài đặt xong rồi và chúng ta không muốn nó áp dụng cho nó chạy thì chúng ta có thể tạm thời tắt đi. Ok ha. Tiếp theo á. Đầu tiên, nếu như các bạn lần đầu mở lên thì các bạn sẽ thấy cái dòng chữ là No Script Action Associated with Events, nghĩa là chúng ta chưa có lắp đặt một cái hành động nào hết. Phía dưới này là một cái để chúng ta thêm cái hành động chúng ta muốn. Thứ nhất là Foreshop Event, tức là cái sự kiện gì khi mà, tức là chúng ta muốn cho cái script hoặc cái action này nó xảy ra khi nào. Đầu tiên trong cái list này thì nó sẽ có cái start application, tức là chạy Photoshop này, khởi động Photoshop á. New document, tức là chúng ta chọn file new document, tức là mở file, mở tạo một cái document mới, tạo một cái file mới. Hoặc là mở một cái file mới, mở một cái file bất kỳ nào đấy. Cũng tương tự như là bắt đầu lưu một cái file, khi lưu file và khi tắt file, rồi khi in file này, rồi khi xuất cái file ra. Export này có nghĩa là cái chức năng từ CC trở lên, các bạn sẽ thấy nó có cái file export đây, nó đây nè. Đó, thì những cái này thì nó sẽ là một những cái xảy ra khi nó export. Quay lại đây coi. Export này ha, everything là tất cả. Còn ở đây chúng ta có thể tạo thêm, mình mới tạo thử cái này thôi. Đánh đại vô thì cảm thấy là nó hơi dư thừa, có thể là chúng ta chỉ cần sử dụng như thế này là được rồi. Đây mình sẽ tạo thử một cái ha. Đầu tiên là có thể là mình sẽ tạo cái start application, tức là khi chúng ta khởi động Photoshop. Thì ở đây chúng ta đã cài đặt là khi khởi động Photoshop thì nó sẽ làm gì. Thì đây nó có hai cái. Thứ nhất cho chúng ta chọn, thứ nhất là script ha, thứ hai là action. Action thì chắc các bạn biết rồi, đó là tạo một chạy một cái action nào đấy tự động khi mà chúng ta khởi động Photoshop, hoặc là khi mà mở một file mới. Ví dụ như đây mình muốn mở Photoshop đi, các bạn sẽ thấy script ở đây nó có những cái như sau này. Clean listener mình chưa hiểu lắm. Thực ra nó có diễn giải phía dưới này, nhưng mà mình cảm thấy là đâu rồi, đây. Convert script listener gì gì đó, nên là cái này có thể chúng ta không sử dụng nhiều. Display camera maker, tức là hiện cái thông số cái camera, thông số chụp của cái info về cái hình đó khi mà chúng ta mở cái hình. Open S layer, tức là đây này mình sẽ tạo thử ha. Đây mình sẽ làm thử một cái Open S layer. Ok, mình giới thiệu lên đi. Nó là khi chúng ta mở một cái hình á, đa phần nó sẽ chạy mở ra một cái hình với lại cái thiết lập là background, đó là hiện cái background và nó khóa. Thì khi chúng ta để cái Open S player, và ví dụ như là mình sẽ xếp là Open document chẳng hạn, hãy mở cái hình nào đó, hoặc là tạo mới một cái document, tức là tạo mới cái hình nào đó, thì tự động cái layer đầu tiên nó xuất hiện, nó sẽ không phải là background mà sẽ đặt tên là layer 1, layer 0, và nó không có khóa. Và chức năng này Open S layer thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với lại những bạn mà thiết kế nhiều hơn so với những bạn chỉnh ảnh. Resize thì đây, khi mà chúng ta check với cái resize này, Open document chẳng hạn, thế khi resize mà kết hợp với Open document thì nó sẽ mở một cái hình. Sau khi mở xong, nó tự động nó bật cái image size dialog, tức là cái cửa sổ mà cho chúng ta chỉnh lại kích thước. Ví dụ như là cái chức năng này khá phù hợp với những bạn mà in á, chuyên những cái bạn thợ in, thường là chúng ta mở cái hình nó ra, chúng ta sẽ mở để chỉnh kích thước để in mà. Thì lần nào chúng ta chẳng phải vào image size đúng không? Thì đây mình chọn cái này để khi chúng ta bật cái hình, tự động nó sẽ bật luôn cái dialog đó luôn để chúng ta chỉnh hình cho nó nhanh. Tương tự save extra JPEG, tức là khi chúng ta lưu một cái file, ví dụ như là chúng ta lưu một cái file layout chẳng hạn, hết thì nó sẽ khi chúng ta lưu layout thì đa phần chúng ta lưu lại là TIFF hoặc là PSD. Nếu có thể là máy chúng ta không có review, không có file nào review, thì chúng ta có thể chọn là save extra JPEG và chúng ta kết hợp với lại cái save document. Thì khi chúng ta lưu xong á, tự động nó sẽ xuất hiện thêm một cái file, ví dụ mình lưu file PSD rồi, tự động sau đấy nó sẽ thêm một cái file JPEG nữa. Đó, chúng ta không cần phải làm hai lần, chúng ta chỉ cần làm một lần là lưu file TIFF hoặc là file PSD, tự động cái file JPEG nó sẽ có thêm. Cái này khá là hay, chúng ta có thể review. Update file info, tức là khi chúng ta lưu một cái file chẳng hạn, thế khi mình lưu một cái hình
tự động nó sẽ bật cái update file info, tức là khi chúng ta nhập cái thông số, hiểu cái màu, cái thông tin về bản thân của mình chẳng hạn, thế copyright này nọ vào hình thì cái này sẽ phù hợp, nhưng mà mình nghĩ là ở Việt Nam thì cái này hơi vô dụng. Tiếp theo là want if RGB, tức là khi chúng ta mở cái hình mà nó không phải là RGB, tự động nó sẽ bật lên một cái cảnh báo, nó nói là ở cái hình này không phải là hệ màu RGB, và nó sẽ hỏi là chúng ta có muốn là chuyển lại thành RGB hay không. Khá là phù hợp với những bạn mà chuyên là chúng ta chỉnh ảnh mà chúng ta chỉ up lên Facebook hoặc là up lên Flickr sử dụng trong máy tính thôi á, thì cái này khá là phù hợp. Ví dụ như là lỡ ở đâu mà chúng ta nó gửi cho mình một cái file mà CMYK chẳng hạn, thế thì mình không để ý, mình lưu lại CMYK, mình bỏ lên thì màu nó sẽ bị lệch. Ok, welcome, tức là khi chúng ta mở cái ví dụ như là đây mình kết hợp với lại Start Application, tức là khi mà khởi động Photoshop đi, tự động nó sẽ bật lên cái bảng welcome, ví dụ như này ha. Show symbol Alex when Photoshop starts, nó tự động nó bật lên một cái bảng nó là welcome, chào mừng gì gì đó đã đến với Photoshop chẳng hạn vậy. Tương tự như vậy, khi mình kết hợp với cái Photoshop event này với lại những cái action thì nó cũng khá là phù hợp. Ví dụ như là bạn là một người thợ chỉnh hình đi, thì đa phần lúc nào mở lên một phát là thế nào cũng chỉnh ra đúng không? Thì ví dụ như là mình sẽ open document này, thì cái action này thì mình sẽ chọn cái action là mịn da chẳng hạn, thế đó, thì tự động khi mà mình add vô, khi mà mình mở cái file hình đó đây, tự động nó sẽ chạy cái mịn da. Ok, đây thì mình sẽ làm một cái file mới ha. Ví dụ như là khi mà start application thì nó sẽ tạo ra một cái script là welcome. Khi mà mình chọn rồi ha, chúng ta bấm add, tự động nó sẽ chạy lên đây. Những cái action trên này các bạn có thể thấy là chúng ta có thể làm nhiều cái event trên này, làm nhiều cái, ví dụ như là khi mà chạy application thì sao, rồi khi open thì nó sẽ chạy cái gì chẳng hạn, thế khi open nó tự động want it RGB này, add thêm cái nữa thì nó sẽ ra đây. Các bạn có thể thấy là khá nhiều. Ok, thì ở đây mình sẽ thử với lại cái welcome này ha. Mình sẽ tắt đi, khởi động lại cái Photoshop. Các bạn có thể thấy là đây là nó sẽ khởi động và nó sẽ bật ra một cái câu thông báo. Cái này cũng khá là hay. Khởi động dòng hoa, từ từ cho nó load nè, tại máy còn đang đứng. Đó, nó tự động lên script alert hello happy Photoshop. Thật ra cái này là mình đổi lại rồi, chứ còn nếu mà mặc định nó sẽ là một cái từ khác. Đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đổi luôn. Các bạn sẽ vào cái nơi mà các bạn lưu cái file cài đặt Photoshop á. Ví dụ của mình là file info đây ha, Adobe này, cho nó Photoshop CC 2015 nè. Xong cái các bạn sẽ vào preset ha, vào preset nè và chọn cái script. Đây script, ở đây trong này nó sẽ có cái event script only, event script only, click vô. Đó, thì đây cái welcome này nè. Các bạn sẽ bấm chuột phải open with, ví dụ như là chọn cái open with hoặc là open with notepad luôn. Đó, nó sẽ bật lên đây, các bạn có thể thấy có cái dòng này, đây này, nó cái dòng này nè. Đây chính là cái nội dung mà chúng ta sẽ lưu, các bạn có thể chỉnh sửa lại. Trong này các bạn sẽ chọn cái, ví dụ như là xin chào, vui lòng click quảng cáo, chẳng hạn thế. Đây các bạn sẽ file self. Tự động lưu rồi ha, file save. Nếu mà nó không cho các bạn lưu thì các bạn cứ file save as rồi chọn ra ngoài desktop chẳng hạn, thế các bạn lưu lại là .gsx, xong cái save lại, xong cái copy cái file đó, lưu chèn vào trong này, bỏ cái này cũ đi cũng được, tại vì chúng ta chỉ có chỉnh sửa cái câu chữ thôi. Thì sau khi chúng ta chỉnh xong rồi ha, đây mình sẽ khởi động lại lần nữa, các bạn thấy này, nó sẽ đổi lại cái câu từ, nó sẽ hay hơn. Hoặc là nếu các bạn thích thì có thể bây giờ mình sẽ thử một cái script khác chẳng hạn thế, hoặc là một cái action. Bây giờ mình sẽ thử một cái action ha. Đây cái script nó hiện lên này. Đó, vui lòng click quảng cáo. Rồi các bạn vui lòng click like hoặc là subscribe nếu các bạn thích ha. Click cài đặt. Cái gì rồi? Theo dõi ở phía dưới clip này. Nếu các bạn thích ủng hộ mình thôi. Ok, nếu mà các bạn vào file này, script và chọn là script events manager. Thì đây mình sẽ thêm một cái khác nữa. Ví dụ như là ta khi mà mở một cái hình, tự động nó sẽ chạy cái action là mịn da. Cái action mịn da này là một cái action mà mình ơi sao kỳ vậy. Action notify đây. Rồi đây mình sẽ mở một cái file nào đó lên, tự động nó sẽ chạy cái mịn da cho các bạn coi ha. Đây mình sẽ mở hình ảnh, kiếm cái nào cận cảnh tí. Có đây hình này chẳng hạn, thế open, tự động nó sẽ mở cái hình ra và tự động nó sẽ chạy cái action mịn da đó. Các bạn thấy tự động nó chạy cái action portrait. Nếu các bạn nào chưa biết thì nó là cái plugin
plugin Imagenomic Portrayer, các bạn tạo cái action chạy cái portrayer này thôi. Hoặc là các bạn có thể có những cái action chỉnh màu chẳng hạn thế. Rồi ok, với những cái script này thì nó sẽ đem lại tác dụng rất là lớn nếu các bạn sử dụng được và sử dụng nhiều ha. Và nó sẽ hỗ trợ chúng ta khá là tốt trong cái việc rút ngắn cái thời gian mà chúng ta làm việc. Cố gắng phối hợp nhiều cái này nè, thì các bạn sẽ có một tổ hợp rất là nhiều những cái event mà có thể sẽ hỗ trợ các bạn trong quá trình làm việc. Các bạn là thợ cũng vậy, hoặc là chụp hình tự do cũng vậy thôi. Rồi ok, các bạn theo dõi tụi này. Nếu thích các bạn hãy bấm like và subscribe để ủng hộ mình ha. Bye bye, và mình sẽ gặp lại các bạn vào tụi sau.